Em Khởi, chỗ ô tô số 1 Hưng Yên xin kính chào quý anh chị và quý khách hàng. Hôm nay em mới về một cái mẫu xe được mệnh danh là xe quốc dân của Việt Nam, một em Toyota Innova. Bản E sản xuất năm 2018, động cơ máy là 2.0 máy xăng số sàn. Được mang sơn xi màu xám nông chuột, mang biển kiểm soát 14A34612. Em này thì đã được trang bị form ráng mới rồi nhá. Đấy, form ráng mới này. Xe được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như là răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, trong bộ cứu chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện phụ xe, vũ khí an toàn, rồi vô lăng tích hợp. Em này thì được trang bị cân bằng điện tử rồi hỗ trợ leo đèo chống trơn trượt rồi. Đầy đủ tính năng an toàn trên chiếc xe. Em này thì được trang bị đến 9 túi khí an toàn nhá. Rất là an toàn đấy. Khí vùng quanh. Đời thì cực cao 2018, chiếc này bên em có hỗ trợ trả góp khoảng tầm 60% giá trị của xe, kèm theo một bản cam kết xe không đâm xô, không có nước, giấy tờ chuẩn chỉnh 100% về mặt pháp lý, sang tên trong bộ đốt nhà. Quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova bản E sản xuất năm 2018, động cơ máy là 2.0 máy xăng số sàn, thì quý anh chị và các bạn cứ gọi ngay cho em qua số điện thoại là 0962 223 111, gặp trực tiếp em để em báo giá trực tiếp cho quý anh chị và các bạn thảo luận giá cả luôn đấy ạ. Xe thì không đâm lụn, không gặp nước rồi. Đấy, tất cả zin đét hết ạ. Đấy, tabi đây cực kỳ là đẹp đấy. Đấy, bên em cam kết nhé, cam kết văn bản giấy tờ xe không đâm xô, không gặp nước, báo check hãng, check chợ, check garage toàn quốc. Quý chị các bạn check thoải mái, hoàn toàn miễn phí. Quý chị các bạn chỉ mất tiền khi nào quý anh chị các bạn bỏ tiền ra mua xe thôi nhé. Chống chảy xước đây, lên xuống đây, tem mát là sản xuất đây, ốc bản lề đấy ạ, chưa tháo ra là nào cả. Xe zin 2018, trang bị cân bằng điện tử chống trơn trượt, rồi hỗ trợ leo đèo nhé. Rất nhiều tính năng an toàn trên xe rồi. Xe đẹp, long lanh, xe rất là đẹp. Hai dàn điều hòa độc lập đây, đây dàn điều hòa đằng sau đây, dàn nữa, hai dàn điều hòa độc lập đây. Phân bổ gió điều hòa rất là đều trên xe rồi. Tam vị đây, cực đẹp luôn. Keo chỉ không mất một phần nào cả, không đâm, không ngập nước. 2018 cực kỳ là đẹp. Đây là phần bô lốp ạ, bô lốp này không còn mới tinh luôn này, chưa một chút nào là han gì cả, chưa nói đến mục mòn, nội thất này cầm vệ cực kỳ chắc chắn luôn. Với mức giá thì chưa đến 600 triệu, rất là đẹp. Em này trang bị cả cảm ứng lùi luôn, hai mắt cảm ứng lùi cho xe này, cam lùi này, cầm bệ là cực kỳ chắc chắn này, rất là đẹp luôn. Cứ không phải biển cũ, cứ có biển là hàn một loạt, lần này thì không có chê một chút nào cả, rất là đẹp luôn, nó trắng tinh, mắt cảm biến lùi, đây, cô bé, rất sạch sẽ luôn, không có chở đồ, nhưng xước xác rất là ít thôi, rất là đẹp. Bản lề lắp cốp keo xì cũng mới xin hết rồi, rất là đẹp. Keo xì đây không mất một phân nào cả, rất là đẹp, rất đẹp thôi, cũng không dám bảo là như mới, xe cũ làm sao như mới được. Rất là đẹp, đèn đó đấy ạ, hòm giang mới đấy, 2.0 bản E này. Đèn nó còn rất là sáng luôn nhé, còn rất mới luôn, không có một cái xước xăng nào cả. Nó xăng này, nó xăng đúc theo xe này, bùi hút bùi phủ lại, rất là đẹp. Lốp còn rất là dày nhé, rất dày dặn. Lốp theo xe thì vẫn còn 3 quả nha quý anh chị các bạn, lốp theo xe còn 3 quả. Chống chảy xước đấy ạ. Đáp đi này, keo chỉ không mất một phần nào cả, xe đẹp long lanh, 2018 cơ mà. Đấy, sơn zin còn đến 90%, ốc bản lề đây, táp lô đấy ạ. Tất cả những chi tiết nội thất của xe đã được trang bị, đã được lâng form rồi, form mới đây, trông cực kỳ khác biệt luôn ạ, không giống đời cũ nhé, không giống đời thấp luôn, cực kỳ khác biệt. Rất đẹp, xe rất là sạch sẽ rồi. Với mức giá thì chưa đến 600 triệu, chỉ ngoài 100-500 thôi, còn lâu mới đến 600 triệu.
quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một cái mẫu xe quốc dân đến từ thương hiệu Nhật Bản của Toyota Innova. Bản E sản xuất năm 2018, đời cực kỳ là cao, có hỗ trợ trả góp 60% giá trị của xe, rất là đẹp. Quý anh chị và các bạn nào có nhu cầu, quý anh chị các bạn gọi ngay cho em qua số điện thoại là 0962223111, gặp trực tiếp em nhé, để em báo giá luôn cho quý anh chị và các bạn ngay trên điện thoại. Bây giờ thì quý anh chị và các bạn cùng em vào trong xe kiểm tra trang thiết bị của xe, được trang bị xe có còn hoạt động bình thường mà ấy không. Vô lăng đẹp, vô lăng cực kỳ nó đẹp, vô lăng tích hợp rồi, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp đây ạ, đồng hồ điện tử luôn rồi. Màn hình theo xe này. Màn hình cam lùi đầy đủ đây, rất là sắc nét. Còi kêu rất là to luôn. Vô lăng tích hợp đây, còn hoạt động rất là bình thường. Nhìn xuống kính này, 2018 thì chưa có gì này, gọi là trục chặt cả, tất cả còn rất là êm ái nhẹ nhàng, hoạt động rất êm ái luôn. Khoang xe đây, 8 chỗ cực kỳ rộng rãi. Ngồi trong xe này nhìn ra ngoài này rất là rộng nhá, không có một góc khuất nào cả, ngồi rất là thoải mái, êm ái. Tất cả tính năng an toàn rồi. Ống kính chỉnh điện này. Rất là đẹp. Trang bị cả cam hành trình. Bây giờ em mời quý anh chị bạn cùng em đi kiểm tra luôn cái khoang máy nhé, khối động cơ, xem đã bị con đã bị tháo mất con ốc nào chưa nhỉ? 2018 mà máy đã bị tháo rồi thì vứt đi luôn, không nên mua làm gì cả. Em mời quý anh chị các bạn cùng em đi kiểm tra luôn nhé, xem bị tháo mất con ốc nào chưa. Lổ máy lổ rất là êm luôn. Ngay trên màn hình nhỏ của anh chị các bạn là cái khoang máy của chiếc Toyota Innova bản E sản xuất năm 2018, động cơ máy xăng số sàn đấy ạ, zin đấy ạ, zin từng con ốc một luôn nhá, zin toàn tập luôn, chưa bị tháo mất một bất cứ con ốc nào cả, tất cả zin hết tuyệt đối, ốc tai đèn ạ, nắp cabo zin tuyệt đối, theo chỉ ạ, không mất một con nào cả, tem mác của nhà sản xuất ạ. Tất cả xin hết luôn nhá, không mất một phần nào cả, đều chỉ là không lắp cabo này, tai đèn này, tất cả xin hết. Còn đây là phần máy đã, 7 chỗ lổ còn êm hơn cả 4 chỗ luôn, máy hoạt động cực kỳ là ổn định, không có một chút rung lắc nào cả, máy đã như mới luôn, lổ cực kỳ là êm luôn ạ. Với mức giá chỉ chưa đến 600 triệu là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Innova bản E số xăng số sàn máy xăng, động cơ máy 2.0 máy xăng số sàn, sản xuất năm 2018, form dáng mới, trang bị 9 túi khí, cân bằng điện tử, chống trơn trượt, rồi hỗ trợ leo đèo. Với mức giá chỉ chưa đến 600 triệu là quý anh chị và các bạn sở hữu cho mình một mẫu xe quốc dân Việt Nam thôi. Quý anh chị và các bạn nào quan tâm, quý anh chị và các bạn gọi ngay cho em qua số điện thoại là 0962223111, hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của xe cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Quý anh chị và các bạn xem video của em, quý anh chị và các bạn cho em xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em.